chúng ta sẽ chốt lại cái này nhá. Nào các bạn nhìn này, vậy thì sau khi mà chúng ta đã làm xong được toàn bộ tất cả như này nhá, chúng ta dừng lại ở gradient map ở đây, hiểu cái này chưa? Mọi người để ý cái này một tí cho thầy nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là chúng ta chọn vào biểu tượng là selective color. Các bạn nhìn thấy ngay chưa? Đây là một trong những giá trị mà công thức lần thứ hai chúng ta sẽ lựa chọn, đó là chỉnh vòng màu bên trong. Chỉnh vòng màu bên trong nghĩa là sao? Thì bây giờ thầy cũng làm một tấm ảnh này và thầy sẽ ấn F12 để quay trở lại, đúng không ạ? Thì trước khi làm điều đó thầy ấn vào Ctrl Shift F, xếp cái ảnh này ra bên ngoài một cái nhá. Chúng ta sẽ để ra ngoài desktop. Chúng ta sẽ xếp lại bằng JPG ở Photoshop để cho nó dễ nhá. Ctrl Shift S và chúng ta xếp ra một cái, quên mất đây này, các bạn nhìn này, chưa xếp xong mất, nó là yêu cầu Ctrl Shift S và chúng ta sẽ xếp ra một cái file ảnh gì nhỉ, đúng không ạ? Và đây nó sẽ có một biểu tượng tiếp theo, đó là chúng ta xếp này và để chất lượng ảnh 12 là chất lượng ảnh cao nhất để chúng ta có thể nhìn được cái giá trị mà chúng ta mong muốn gửi cho khách hàng, thì sẽ không bao giờ bị sao hết. Có nghĩa là ảnh nó sẽ nhận được cái giá trị, còn nếu mà các bạn muốn chỉ khách hàng xem thôi thì bạn nên giảm nhẹ cái này xuống cho tôi, thì như thế thì chỉ đủ xem thôi, còn in ấn và sử dụng lại thì không sử dụng được, đến nguyên tắc. Rồi tiếp theo nữa là các bạn còn nhớ là M, chúng ta sẽ quét qua biểu tượng một nửa bên này, không ạ? Nhìn thấy một nửa bên này chưa? Sau khi một nửa bên này xong thì bạn còn nhớ công cụ y dài của tôi không ạ? Y dài, còn nhớ y dài không ạ? Cái này Ctrl Shift S rồi, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Window, chúng ta chọn vào biểu tượng là gì? History. Chúng ta đẩy lên trên thì này cho, ấn vào đây một cái thì ảnh trở về giá trị đầu tiên, bạn nhìn này chưa? Đấy. Còn nếu mà các bạn sẽ kéo xuống đây thì đây là ảnh ở bạn, chúng ta đã làm được nhá. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ cầm toàn bộ tất cả những này ấn vào Ctrl E thì các bạn sẽ thấy là nó thành đối tượng, đúng không? Và sau đó chúng ta lấy y dài, với cái y dài này chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng là một cái hình bình thường đây ạ. Nhìn đúng không ạ? Và chúng ta draw qua ấn đâu thì hình nó sẽ trở về đến đấy. Đây là ảnh cũ, còn đây là ảnh mới. Và với cái này thì bạn chỉ cần xếp ra một cái, thì ví dụ như bạn muốn thể hiện ra before after thì chẳng hạn là bạn sẽ dùng cái này nha, Ctrl D, Ctrl Shift S và chúng ta sẽ lấy lại một cái ảnh. Chúng ta chọn vào gì? Và chúng ta xếp lại. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ ấn F12 quay trở về ảnh gốc ban đầu, mọi người nhớ nhá. Và chúng ta cũng có thể chọn vào Window và chọn vào cái History như này, kéo lên trên toàn bộ và ấn vào đây thì chúng ta sẽ ở ảnh gốc, nhìn không ạ? Bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang vòng thứ hai. Thì trước khi vào vòng thứ hai chúng ta chọn vào Image và chúng ta chọn vào đây và chọn vào biểu tượng nhá. Đây là phần thứ hai, chọn vào phần Selective Color, nhìn không ạ? Để muốn vào cái này thì chúng ta sẽ có một cái bài tập nho nhỏ, đó là Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào desktop và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau, đó là tôi sẽ kéo vào đây là một cái vòng màu lần trước tôi đã chia sẻ cho các bạn. Vòng màu này thầy chia sẻ cho các bạn biết là thầy làm màu nó chưa được chuẩn lắm, nhưng để chúng ta hiểu về công thức thì chúng ta phải chỉnh nhá. Nhìn này, chúng ta chọn vào image công thức để chỉnh vòng màu. Đây ạ, các bạn nhìn nhá. Trong một tấm ảnh của chúng ta thường thường sẽ có những cái màu như sau là màu đỏ, màu xanh dương và màu xanh lá cây. Đây là ba tông màu chính để làm nên toàn bộ sắc độ của cái màu của tấm ảnh của bạn. Bạn đồng ý điều đấy không ạ? Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng có những lúc trên tấm ảnh bạn sẽ xuất hiện những cái vòng màu không phải là vùng màu đỏ, mà có thể là màu magenta, có thể là màu vàng, có thể là màu cyan. Thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta ở đây có một phần phân tích như sau. Thứ nhất, chúng ta đang chọn kênh màu đỏ. Nhìn thấy cái màu đỏ chưa? Thì cái màu đỏ này được làm lên từ hai màu. Có lẽ đây là giá trị về công thức trộn màu với nhau. Thì người ta sẽ làm từ màu magenta cộng với yellow. Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì nếu mà tôi hỏi cho bạn biết nha, tôi đang chọn kênh màu đó có phải là kênh màu đỏ không ạ? Cái ảnh đấy tôi đang muốn tác động vào kênh màu đỏ nó, ví dụ màu môi,
rồi màu da hay là màu gì đó, đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm bằng cách nào? Ví dụ tôi muốn là cái da mặt hơi vàng lên một tí thì tôi phải giảm cái magenta đi. Bởi vì lý do là cái da mặt nó làm lên từ màu đỏ chẳng hạn. Thì các bạn nhìn đây là màu đỏ nhá. Tôi giảm cái magenta đây, tôi kéo vào đây. Thì bạn yên tâm một điều rằng cái màu đỏ này nó chỉ còn lại là màu vàng thôi. Cô hiểu không ạ? Bởi vì màu đỏ này làm thứ hai cái màu không ạ? Vậy tôi giảm này thì có phải màu này chỉ còn là màu vàng không? Rồi, tôi kéo cho bạn nhá, nhìn này, kéo. Ok. Hiểu cái bản chất này chưa? Cái này chỉnh là chỉnh vòng trong của cái màu. Còn hôm trước chúng ta chỉnh là chỉnh vòng ngoài, Ctrl N chỉnh vòng ngoài. Ok, và chúng ta làm lại bằng công cụ là An và chúng ta reset lại, được chưa? Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chơi một trò ngược lại. Có nghĩa là tôi giảm cái yellow đi thì cái màu red này nó sẽ trở thành màu magenta. Được không ạ? Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ kéo vào đây. Hiểu cái này chưa đã? Ok, chúng ta reset lại. À, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có màu blue thì làm lên từ màu magenta cộng với cyan thì tôi sẽ chọn vào đây. Các nhìn thấy bạn này không ạ? Các bạn có nhìn thấy màu này hơi khác màu này hơi đậm tí nhá. Thì bạn nhìn này, nếu trong cái ảnh của chúng ta mà tông màu nó hơi xanh mà tôi muốn giảm thì chắc chắn là tôi phải chọn vào kênh màu đó đã. Được chưa? Và chúng ta sẽ kéo cái màu đó là màu gì? Màu magenta xuống thì có phải màu này sẽ trở thành màu này không ạ? Tôi kéo xuống cho bạn xem nhá. Nhìn thấy chưa? Hiểu bản chất chưa đã? Rồi, chúng ta sẽ kéo lại một tí. Và chúng ta gõ vào đây là không. À, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ giảm cái cyan đi bằng cách nào? Đây, cyan đây. Tôi kéo đây thì có phải cái màu này trở thành màu tím hồng không? Tôi sẽ kéo một tí. Thấy chưa? Em hiểu bản chất chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta qua đây, chúng ta sẽ sổ xuống một lần nữa và chúng ta chọn vào màu xanh lá cây. Cái màu xanh lá cây này của tôi cũng hơi đậm so với cái màu này, có nghĩa là được nhất là màu đỏ thôi. Còn ba màu này thầy chưa chính xác lắm, thì các bạn muốn chính xác thì bạn sẽ chọn cho tôi đúng màu để nó sẽ chuẩn hơn. Tiếp theo. À, lúc này cái màu xanh lá cây chúng ta làm đi từ màu yellow và màu thứ hai là màu cyan. Cái này chia sẻ cho bạn biết, nếu muốn hiểu về công thức màu để chỉnh từng màu thì bạn phải bật cho tôi giá trị là cái làm cái này là màn hình chờ, giống như tôi đã chia sẻ cho bạn biết là phải là một tháng. Bởi vì khi nhìn một tháng này thì chúng ta nhìn một tấm ảnh và chúng ta ngồi chúng ta chỉnh và làm chủ được toàn bộ màu sắc trên tấm ảnh đấy, thích theo kiểu gì. Còn đây nó chỉ là chỉnh cái màu đấy thôi nhá, còn phần blend màu thì tôi lại phải chỉnh và trộn màu kiểu khác. Hiểu cái này chưa đã? Giảm màu này, giảm màu kia. Đây, màu xanh lá cây. Thì màu xanh lá cây làm từ yellow, thì tôi sẽ kéo yellow xuống thì các bạn có nhìn thấy cái màu này sẽ thành màu này không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi, tôi gõ vào đây một tí. Tất nhiên được không? Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ giảm cái cyan thì toàn bộ cái này sẽ trở thành màu vàng. Hiểu cái này chưa? Ok. Sau khi mà chúng ta hiểu xong thì chúng ta vẫn phải tuân thủ theo giá trị nha. Màu xanh đối nghịch với màu này, màu đỏ đối nghịch với màu cyan, màu xanh lá cây đối nghịch với màu magenta. Để làm gì? Một lúc nào đó tôi muốn chỉnh cái màu này thì tôi có thể giảm cái màu này được không? Giảm màu này vào tăng màu này thì thực sự nói thật chia sẻ cho mọi người biết là tôi sẽ chọn phương pháp đó là Ctrl N và Ctrl M. Và Ctrl đó là Ctrl B, còn nhớ Ctrl B không ạ? Chứ không bao giờ tôi chọn cái phương thức là đối nghịch về màu mà tôi lại chọn chỉnh trong đây. Bởi vì cái này nó sẽ có tác động trực tiếp vào một màu nào đó trên tấm ảnh. Giảm màu thực sự luôn. Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì sau khi mà làm xong thì bây giờ thầy sẽ bật và tắt cái này nhá. Nhìn thấy không ạ? Chia sẻ nhá. Lúc này chúng ta sẽ chơi chọn là Windows và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái gì nhỉ? Ở hai cửa sổ. Có nhìn hai cửa sổ không ạ? Và lúc này thầy sẽ thu nhỏ cái hình này lại và đẩy sang trái, phóng to một tí để xem nhìn nó ảo diệu hơn. Nhìn thấy không ạ? Đây là một tấm ảnh. Và đây là nhìn vào cái công thức mà mình đang làm. Thì các bạn có nhìn thấy là trong một tấm ảnh chúng ta nhiều nhất là màu xanh lá cây và màu vàng đúng không ạ? Đúng chưa? Màu đỏ chúng ta ít chỉnh lắm. Bởi vì là thực sự là muốn chỉnh với màu đỏ thì chúng ta sẽ dùng cái khác. Như này, lúc này thầy sẽ chọn vào biểu tượng là Image và thầy chọn vào đây và thầy chọn vào biểu tượng là Selective Color. Có nhìn thấy không ạ? Cái này rất quan trọng. Chọn vào đây một tí. Chúng ta đang chọn là kênh màu gì? Tôi sẽ chọn vào sổ xuống, chọn vào kênh màu vàng được không? Nhìn nhá. Tôi chọn là kênh màu vàng trước bởi vì vàng xanh lá cây cũng nhau. Nào. Tôi sẽ giảm cái vàng đi, tôi muốn giảm vàng đi để cho nó bớt bị chói và tươi đi một tí. Thì tôi sẽ cầm cái kéo lên đây. Bạn sẽ thấy nhá, màu sẽ nhảy. Có nhìn thấy không ạ? Trước và sau nhìn này, trước này. Nhìn trước nhá. Ok. Có nhìn thấy không ạ? À, phần thứ hai là sau khi mà tôi giảm được cái màu vàng rồi thì tôi muốn lại tăng cái màu xanh lên. Tăng cái màu này lên được không? Thử
tăng cái xe đen lên nhá, xem nó có ra gì không ạ. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Cái màu xanh lá cây của bạn nó hơi tái và nó trở thành màu xanh biếc hơn. Thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta có nên làm không? Được không ạ? Phần tiếp theo nữa là cái màu xanh lá cây của bạn nó đối nghịch với magenta, bạn thử kéo lên này, nhìn thấy chưa? Thì có phải nên là cái giá trị mà chúng ta có thể chỉnh một tí để lấy sắc mặt nó hơi hồng một tẹo. Nhìn chưa? Và đây này, trước và sau, bạn thấy màu của tôi chưa? Đang biến từ một cái tông màu vàng mạnh ngắt thì chúng ta có thể chỉnh lại. Và tất nhiên sau khi làm xong thì tôi lại khuyên các bạn hãy dùng cái tiêu chí như vừa rồi tôi có chia sẻ, là nhân bản đối tượng lên bằng can chun gì. Tiếp theo sổ xuống chọn vào làm sáng ảnh. Tiếp theo can chun gì lên một lần nữa, sổ xuống chọn vào giá trị làm tối ảnh, thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh của chúng ta nó sẽ sâu sắc và nó đậm hơn. Nhưng trước và sau câu chuyện nó là khác nhau. Hiểu cái này chưa đã? Đấy, cách làm blend màu nó phải như thế này. Thì cái màu môi, các bạn thấy màu môi nó sẽ tươi hơn đúng không ạ? Ok nhá. Rồi tiếp theo F12. Hiểu cái này chưa? Ok, window chúng ta chọn vào phần history và chọn về đậm kinh màu, được chưa? Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta cũng làm một cái kênh màu như thế. Chúng ta chọn vào biểu tượng là, chọn vào phần image, chúng ta chọn vào đây, và chúng ta chọn vào tiếp theo là chọn vào biểu tượng là Switch Color. Chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào biểu tượng đó là màu xanh lá cây. Các bạn nhìn xanh lá cây chưa? Tôi giảm xanh lá cây bằng câu chuyện là màu vàng. Nhìn này, lá cây này, các bạn giảm xuống cái này thì có phải nó trở thành cái màu này không ạ? Cái màu xanh lá cây nó sẽ trở thành cái màu này đúng không em? Thì các bạn có nhìn chỗ này lá cây chưa? Sau khi mà giảm xuống như này thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chơi một trò tiếp theo nữa là tôi sẽ tăng cái xanh này lên, thử xem nhé. Nhìn không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái không gian bên ngoài nó hơi tái xanh chỗ này chưa? Tiếp theo sổ xuống, bây giờ mình chỉnh kinh vàng. Thì kinh vàng này các bạn nhìn này, tôi sẽ kéo vàng xuống, đẩy vàng lên được không ạ? Thì hơi đậm nhỉ không ạ? Thì xanh này các bạn nhìn này, có hai cách nhé. Bạn sẽ chỉnh lên như này, vàng sẽ chóe lên nhảy, hoặc là bạn sẽ chỉnh nhảy thì tôi sẽ giảm vàng xuống đây ạ, đẩy cái này về đây nhá. Đây nhá, thì đây là một cái cách người ta gọi kết hợp cả hai, có nghĩa là kết hợp giữa xanh lá cây và phần thứ hai là màu vàng để chúng ta làm cái này, được không ạ? Rồi tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ có phương pháp thứ hai này. Tôi sẽ kiếm một cái cảnh cô gái cho các bạn xem, đó là Cantona. Tôi sẽ chọn đến ổ e, tôi sẽ chọn đến thư viện này. Và tôi sẽ chọn xuống biểu tượng là đây, các bạn nhìn này, tôi sẽ kéo xuống. Chúng ta sẽ kéo xuống và tìm được cái cô gái đây đâu. Đây nha các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ đi giữa cái đồi luôn, nhìn ạ. Bạn nhìn thấy nó vẫn là thiên tông màu xanh lá cây thôi, nhưng mà lúc này chúng ta chỉnh là image, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào selective color. Trong trường hợp này tôi sẽ chỉnh đầu tiên là màu vàng cho các bạn, thì tôi kéo màu vàng xuống được như này đúng không ạ? Đúng chưa? Vậy thì trong trường hợp này tôi có thể đẩy tông màu này lên là xanh này, nhưng mà tôi kéo ngược lại như này, bạn có thấy là trở thành tông màu khác không? Vẫn là chỉnh tông vàng nhá. Nhưng khi chỉnh vào đây thì nó trở thành hơi nâu. Đúng không? Vậy thì có những cách người ta chia sẻ rồi, là một là tôi sẽ chỉnh cái màu xanh lá cây nó trở thành màu xanh dương. Nhưng đôi lúc tôi sẽ kéo ngược lại, bởi vì cái màu xanh dương đấy nó đối nghịch là màu đỏ và màu xanh dương, để chúng ta tăng và giảm. Nhìn này, các bạn đẩy lên nhà thì nó sẽ ám màu xanh, nhưng các bạn có thấy là ít khi ảnh hưởng đến ảnh đúng không ạ? Kéo này nha, nhìn thấy chưa? Ám nhà rất là chuẩn này, nhìn này, trước này, nhìn không ạ? Và sau này. Đấy, cùng là kênh màu vàng nhá. Rồi, tiếp theo. Căn cho nó. Chúng ta trong đây nó có rất nhiều. Em yên tâm một điều rằng chụp ngoài trời kiểu gì cũng bị dính. Chụp ngoài trời kiểu gì bị giả dính xanh lá cây, đúng không? Sổ xuống anh chọn vào đây, và chúng ta chọn vào selective color. Chúng ta sổ xuống một biểu tượng là màu vàng. Thì các bạn như giờ tôi vừa rồi tôi chia sẻ, đấy, có phải màu này không ạ? Rồi tôi sẽ đẩy cái màu này lên, thì có phải là cái màu này đằng sau nó xanh nhầy không ạ? Nhìn màu này chưa? Ok, chúng ta kéo ngược lại thì câu chuyện này khác. Thấy chưa? Vậy thì select color là chủ yếu chúng ta thiên về cái giá trị. Chúng ta chọn vào cái màu vàng và màu thứ hai là màu xanh lá cây, bởi vì đây là áp dụng cho ngoài trời rất là nhiều.